Cái gì cơ? Tính năng kết hôn? Hello mọi người, lại là mình đây. Vui nè. Thì chuyện là mọi người biết tin gì chưa? Thì ngày mai là chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật mới. Mà cái bản cập nhật lần này là chúng ta sẽ có chức năng kết hôn mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ vô đó mình đọc sơ qua về cái bản cập nhật ngày mai nha. Có ai đó đang bí mật hẹn hò, hãy tìm couple trên đảo Kaya. À, couple là cặp đôi á. Ai đang hẹn hò trên đảo Kaya, hãy tìm những cư dân đang yêu cùng NPC tiến sĩ tình yêu Jenna. Ồ, vậy là ngày mai là chúng ta sẽ có một cái NPC mới luôn mọi người. Thì ngồi NPC mới ra ở đây là mấy bạn sẽ thấy không? Chúng ta sẽ thấy là một cái hộp kỷ niệm couple bí mật. Thôi mấy cái này thì đọc làm gì, thì nói chung mà chúng ta sẽ xuống xem ảnh luôn nha. Ở đây là mọi người thấy không, là chúng ta sẽ có là một cái bộ đồ mới. Nếu mà mấy bạn nhìn kỹ nha, ngồi bộ đồ này ra là cái khu vực này á, nó nằm ở đằng trước Bonobono mọi người thấy cái chữ không? Đó, vậy là nó sẽ xuất hiện chỗ sát bên chị Kim á mọi người. Còn phía dưới là chúng ta sẽ có một cái bảng điểm danh mới. Như ở đây là tiếng Anh đúng không, mình sẽ biến cho nó thành tiếng Việt. Biến nè, mọi người thấy ghê không? Bảng điểm danh tình yêu. Ngày thứ nhất là chúng ta sẽ nhận được 1.000 năm từ sau. Và ngày thứ hai, hình như mình nhớ không lầm đây là một cái gì ta, một cái bong bóng á. Bong bóng nha mọi người, có cọng dây nữa kìa. Ngày thứ ba là một quế carbon nè, ngày thứ tư là 10 viên kim cương, ngày thứ năm vẫn là một cái quế. Và ngày thứ sáu là 15 viên kim cương. Thì cái bảng điểm danh lần này mình thấy kim cương nó hơi ít một tí mọi người. Còn ngày thứ bảy là chúng ta sẽ nhận được một cái kính màu hồng. Thì ngồi cái bảng điểm danh này ra, mấy bạn cũng sẽ thấy là ở trên cái sự kiện cặp đôi này, hãy tìm couple trên đảo Kaya. Còn ở phía dưới, cửa hàng cặp đôi rộng ràng. Sau khi trở thành couple, hiệu ứng đặc biệt sẽ xuất hiện khi hai bạn tiến lại gần nhau, sẽ hiển thị tên nhân vật của bạn. Ý, nó hơi rối tí nha. Khi đeo nhẫn đôi vào, tên nhân vật của đối phương sẽ hiển thị trên tên nhân vật của bạn. Ở đây nhà phát hành có nói khi mà chúng ta đeo nhẫn couple vô mà cái tên người yêu của bạn là nó sẽ hiện trên tên của bạn luôn, để đánh dấu lãnh thổ mọi người. Thì chiếc nhẫn này là hôm qua mấy bạn mà xem clip của mình chắc chắn là cũng đã thấy rồi ha. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái khu vực mới luôn. Cái khu vực này là mình sẽ không biết nó xuất hiện ở đâu nữa, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là hai cái ông bảo vệ này, một ông và hai ông. Cái phần quan trọng mà mấy bạn hay chia tay này đây, bạn không thể chia tay trong vòng 7 ngày sau khi trở thành couple. Nếu muốn chia tay, bạn có thể thực hiện sau 7 ngày bằng cách nhấn vào nút chia tay trên hồ sơ. À, vậy mà khi mà mấy bạn cầu hôn xong rồi á, mà mấy bạn muốn chia tay là mấy bạn phải đợi 7 ngày nha. Hơi bị lâu quá nha mọi người. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu chia tay, không chỉ couple mà kể độ thân mật của couple cũng như là tất cả lịch sử liên quan tới đều sẽ bị biến mất. Ở đây nhà phát hành có nói là trong lúc yêu nhau là chúng ta có thể là cày nhau điểm thân mật nè mọi người. Mọi người thấy 8 điểm đâu không? Là sau khi mà mấy bạn chia tay á, những cái bộ đồ hay là những cái liên quan gì tới người kia là nó sẽ biến mất toàn bộ nha mọi người. Nên là sau khi mà chia tay là mấy bạn hãy lưu ý cho kỹ nha. Vậy là ngày mai là chúng ta sẽ có một cái nhẫn mọi người, và mình sẽ lấy cái nhẫn đó. Ví dụ như là bạn này đi, đây. Bạn Bảo Phương ơi, bạn làm người yêu mình nhí. Nhí, anh vui tủa. Ủa bạn này biết mình à? Hello, trời ơi. Định lại tả tình thử cho mấy bạn xem mà bạn này biết mình rồi. Thì ngày mai ngồi kết hôn ra là chúng ta sẽ còn như là thêm nhu cầu mới cho nhân vật này. Thay vì là mấy bạn đi Dubai, đi ngủ hay là đi vệ sinh gì đó, là ngày mai là chúng ta sẽ có thêm nhu cầu mới nha. NPC thu đồng người giúp bạn trao đổi sự kiện không thể sử dụng để lấy tiền sau, để được thêm vào bờ lại da. À, vậy là ngày mai là chúng ta sẽ có thêm một cái NPC thu đồng nữa. Và ngồi NPC thu đồng ra là chúng ta sẽ có là NPC Mai, là cái bà cô Mai bán lồng đèn á mọi người. NPC đầu tiên của Việt Nam luôn. Vị trí của NPC mà cái ông bắn súng á mọi người, ngày mai là ông sẽ bị thay đổi qua chỗ khác nha. Thêm công thức chế tạo mới vào xưởng chế tác Kaya. Danh sách một số sản phẩm bốc thăm đã được thay đổi mới. Cải thiện danh sách về tặng gửi trong quà thư. Ồ, vậy là ngày mai là trong quà thư cũng sẽ được thay đổi khác luôn nha mọi người. Thì ngày mai là mình sẽ coi thử là có cái gì hay không, rồi mình sẽ tạo mini game mình tặng cái đó cho mọi người chơi. Rồi còn hôm nay là trong quà thư của mình, mình nhận được là một cái hộp bốc thăm đá quý may mắn. Bây giờ mình sẽ mở thử nha. 77 viên. Ôi, 13 viên luôn à. 13 viên là hơi bị nhiều nha. Trên 10 viên là ok. Thì ngồi ra là chúng ta có thể là nhận thêm 3 cái bông hồ hướng dương. Không biết là có ai nẹp tên tím mà giống như mình không ta. Cứ như mình nẹp vô mà mình ít nhận mấy cái này lắm mọi người. Một ngày là chúng ta có thể là nhận được đâu đó là 6 viên kim cương. Mà hôm bữa giờ ngày nào mình cũng bỏ hết 2 viên nè, 3 viên. Cái cuối cùng là được 5 viên. Đó theo mọi người, 2 viên nữa là 5 viên á. Rồi phía ở dưới đây là chúng ta có thể là nhận thêm 1 viên nữa nha. Và 100 tuần sau. Thì ngày mai là chúng ta sẽ hết cái sự kiện này rồi nha mọi người. Nên là những ai mà còn xu á, mà chưa được hộp cuối giống như mình thì hãy nhanh tay là vô đổi đi nha. Mình sẽ đổi thêm là một cái máy quay thanh ray trượt nữa. Đây, hiện tại là mình đã đổi đâu đó là cái này là cái thứ ba. Đổi thêm một cái nữa đi là chúng ta có thể... Ui, hộp 2 à. Ui, 20 kim cương. Wow, cái này là cái gì ạ? Màn hình chiếu phim. Mình sẽ đổi thêm là một cái máy quay thanh trượt nữa. Ray trượt chứ. Đây ha, lát nữa là mình sẽ về nhà mình xếp cho nó thành hình vòng tròn luôn. Trời ơi, hai cái bạn này làm gì mà ghê dữ ta. Nghệ vậy. Ê, cuộc ti nha. Trời ơi. Thì bữa giờ chơi mini game cũng nhiều rồi. Bây giờ là mình sẽ chuyển qua mình leo tháp. Nhưng mà khi mà chuyển qua leo tháp là mọi người thấy cái con nhân vật của mình không? Đây, nó không có đi nữa, mình đã lướt.
Trời ơi, bất kể là chơi zombie này hay là chơi tiệc trò chơi hay là chơi cái này là nhân vật của mình đều như thế mọi người. Nên là mọi người đừng có thắc mắc nha. Nhưng mà yên tâm đi, đối với mình thì con nhân vật cỡ nào mình cũng nhảy được hết. Đấy. Ủa cái bạn kia bạn bay luôn, bạn không có lướt nữa. Qua nè. Rồi, màn đầu tiên. Ui, ủa rồi giờ cái con nhân vật của tôi nó tàn hình luôn rồi sao chơi trời? Game thử thách tôi rồi sao ấy, để chơi gà mà còn giờ nhân vật tàn hình nữa sao chơi? Ây da. Đâu mọi người thấy tôi ở đâu ạ? Giờ tôi cứ dựa trên là cái tên màu xanh của tôi mọi người, nên là tôi nhảy theo thôi. Đây 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 mọi người, con nhân vật của mình trở lại bình thường rồi. Trở lại bình thường này. Giỡn hả? Ê cái gì vậy trời? Gì cũng làm được nữa à. Ê lại nha. Qua nè, đúng rồi. Qua nè. Trời ơi, dễ gì. Đây, đường thẳng này thì khỏi sợ mọi người. Đường thẳng đó mình chạy, mình nhắm mắt mình chạy cũng được nữa mà. Cái này hơi khó nha, cái này hơi khó đúng không mình? Không biết mấy bạn sao cái này thì hơi khó. Từ từ, bình tĩnh. Cái gì rồi cũng sẽ qua thôi. Rồi, lên nè. Ok. Còn 45 giây nữa. Không biết là kịp không trời. Ê, cái này chơi sao vậy? À, rồi hiểu rồi. Cái này thì cũng dễ, không khó lắm. Qua nè. Ê, cái này khó nha. Có cần nhảy qua không? À, còn. Qua. Rồi. Được, làm được. Ê. Gần, tới đích rồi. Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi leo thách không dùng vật phẩm mà lên được đích đó mọi người. Thì giỡn với mọi người thôi, thì hôm bữa giờ là tôi giấu nghề à. Giờ tôi nhảy lại cho mấy bạn xem. Đáp con nhân vật bị như này luôn. Trời ơi, mấy cái này thì đơn giản rồi. Trời ơi, tưởng cái gì thấy không? Trời ơi, lắc léo chưa? Đây. Qua nè. Hồi nãy là da mắt tôi nó bị mờ thôi mọi người. Lần này là tôi lại nhảy qua được rồi. Cái này thì dễ nữa. Cái này hôm bữa chơi rồi. Nhảy qua bên đây. Đúng rồi, qua bên đây luôn. Rồi cái này là làm một lần duy nhất hồi nãy. Mình không biết là ngày mai là những cái quả trứng sushi nó có mất không nữa. Thôi thì để vô mình chế tạo cho chắc nha mọi người. Hôm bữa giờ thì cũng nhặt khá nhiều là cây wasabi. Đây có thể chế tác nè. Mình sẽ chế đâu đó là tầm 48 cây wasabi là có thể chế được bao nhiêu trứng ta? Gần 5 trứng mọi người. Trời ơi, 2 tiếng đồng hồ mới xong luôn cơ. Ủa? Vậy là hồi nãy là tôi chế bằng thường sao luôn à? Bê trứng là 15 cây thường sao. Trời chơi ngu rồi mọi người ơi. Ok thì hiện tại là mình mới về tới nhà này. Bây giờ là mình sẽ bỏ cái thanh hồi nãy là mình đổi nha mọi người. Cái máy quay thanh dây trượt. Ừ. Mình sẽ xếp cho nó thành một cái vòng tròn nha. Đây. Bên này một cái này. Ê, gì hợp lý không ta? Từ. Ê, mới ngược. Đấy, ok nè, thêm cái nữa. Ủa, rồi, một cái hình tròn nha mọi người. Thì hôm bữa là mình cũng đổi là một cái bàn. Còn hôm bữa nhận là cái này là cái gì ta? Cái bao bột mì này để làm gì trời? Rồi, ok ha, bây giờ là mình sẽ bấm cho tự động nó chạy hết luôn. Chạy nè. Cái đây nữa. Rồi, đó, là nó sẽ như thế này nè mọi người. Nó cứ chạy qua chạy lại miết thôi. Còn cái đồ nội thất này khi mà mình chạy lại là nó sẽ phát sáng nha. Trên cái màn hình kìa. Còn bên đây là có cái gì không? Alo, đàn con của tôi đâu ạ? À, theo ông đi xuống. Thì như để hứa là hôm nay là mình sẽ đập tên cho những cái bạn ở trong nhà của mình lên clip nha mọi người. Trời ơi, hôm nay là đông đủ nè. Hàng bên đây trước đi. Bạn đây là bạn Play quậy 2 chiều à. Ồ, đây là bạn Tấn Tài nè. Đây là bạn Huy Cute. Đây là bạn Dương Thúi. Ủa? Trời ơi, Dương Thúi. Đây là bạn Idol Kiên nè. Kiên Idol à. Đây là bạn Like. Bạn Thi gì nè mọi người. Chịu rồi, tên này anh chịu nha. Đây là bạn Ngọc 2K16. Đây là bạn Hane nha. Còn Hùng nữa chứ. Anh Hù em vừa. Đây là bạn Jun. Còn đây là bạn Jun đầu trọc. Ủa sao hôm nay Jun nhiều dữ ta. Đây là Jun đầu muốn. Đây là Jun đầu trọc à. Đây là bạn Ly VH77. Đây là bạn Minh Hằng 2K mấy. Ừ em nói thế anh chịu nha. Đây là bạn Cát Vi nè 2K15. Đây là bạn Nguyên Phan Jun. Đây là bạn Minh Di. Đây là bạn Diệu Anh. Đây là bạn Vinh Lê Hiền à. Ồ, đây là bạn Tùng nè 2312. Đây là bạn Minh Khoa. Đây là bạn Sobi Play. Đây là bạn Yuke 2023. Đây là bạn Tâm. Đây là bạn Whip Leo nè. Đây là bạn My Dễ Thương. Đây là bạn An FBI. Đây là bạn Thierry Bạc Hè. Đây là bạn Mít nè. Đây là bạn Tùng. Ủa, thằng Tùng hồi nãy mới ở trước kia mà. Rồi, đây là bạn Khang Good nha. Đây là bạn Kim Kim. Đây là bạn Ngọc Linh Linh đây. Trời gì mà hai chữ Linh với vậy. Đây là bạn Thịnh nha. Đây là bạn Thanh Phong nè. Đây là bạn Theo Đô Ra. Đây là bạn Em Bé Nắm Lùng. Đây là bạn Trân Idol. Đây là bạn Linh Nhi. Sao cứ Dương Thúi hoài vậy thằng Tôm Cô Ti nha. Bây giờ anh chặn em luôn á. Đây là bạn 1 2 Ben Nike à. Đây là bạn May Nghịch Nướng.
Ủa nghịch nướng là sao em? Đây là bạn Kiệt Sao Hỏa. À bạn Quán Thanh Sao Hỏa đúng không? Đây là bạn Thanh Tòng nè. Đây là bạn My Dễ Thương. Ủa sao tôi ngồi trời ơi cứu tôi. Đây là bạn Phương Thảo. Trời cái con bé này nó nho dữ người ta. Đây là bạn Bin E hay là bạn Bi Jun nè. Trời ơi tên này anh khó đọc với em ơi. Đây là bạn Diệu Linh nè. Đây là bạn Đức Anh Báo Thủ. Đây là bạn Sửa Dâu. Đây là bạn Di Dây. Đây là bạn AK. Đây là bạn RGVVU. Đây là bạn Thành Phát. Ok thì mình đã đọc xong là 60 bạn ở trong nhà của mình rồi nha. Thì chắc là clip của mình đến đây cũng tạm dừng luôn. Thì ngày mai là mình sẽ làm clip sớm về cái bản cập nhật mới cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì bye bye. À đúng rồi, thì hôm nay là sẽ không có mini game nha. Mình đợi là ngày mai là trong quà thư là có cái gì mới không rồi mình sẽ tặng cho mọi người luôn. Nhưng mà đừng quên là ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn giờ thì bye bye. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye.